xin chào mọi người, lâu rồi mới gặp lại mọi người ha. Thì bây giờ do bận công việc đó cho nên là hôm nay mới rảnh đây up video lên cho mọi người xem nè. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Ngân Vũ Family CV. Thì hôm nay sẽ mời mọi người tham gia cùng Ngân đi chợ hải sản ở Phước Hải sau ngày mùng 4 Tết nhộn nhịp như thế nào nha. Và cùng xem những món ăn hôm nay mình đãi bạn mình từ Sài Gòn xuống và một đứa em ở Đồng Nai nữa. Mời mọi người theo dõi clip nha. Sau 3 ngày nghỉ Tết á, thì chợ cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn ha. Một số tiểu thương á, là cũng bắt đầu ra chợ bán và có một cái số ghe thúng nhỏ người ta cũng chạy sớm á mọi người. Ở đây thì cá biển rất là tươi, nhưng mà có một điều á, là ngay mùng mấy mùng Tết á, thì rất là đắt luôn nha mọi người. Chứ như thường thường á, cá đói hoặc là cá bạc má ngày thường á, nhỏ con cỡ khoảng chừng 50 gram á, là cỡ khoảng 70-80 ngàn, thì ngày hôm đó tin được không mọi người, đến 350 ngàn một ký á. Đó mấy con cá nhỏ nhưng trong clip mình quay á nha, cực kỳ mắc luôn. Mà mình hả, lâu lắm rồi mình mới về đây ăn Tết á, và mình hỏi giá nha, cái giá rất là hết hồn luôn mọi người. Mình không ngờ á, mọi người lại độn giá lên như vậy. Nhưng mà song song đó thì có một số mặt hàng, một cái số tiểu thương á, thì họ vẫn bán như giá ngày thường, không có bán như giá Tết nha, mà đồ vẫn tươi ngon đàng hoàng nha mọi người. Nói chung là chỉ có một số ít thôi, cũng hơi chặt chém khách du lịch một tí ha. Nói chung là mình không phải chê gì xứ nhà, nhưng mà thật sự mình cũng khá bất ngờ với cái giá nó đội lên như vậy. Thí dụ mọi người ngày Tết có thể bán đắt hơn tí xíu, nhưng mà bán đắt kiểu này thì cũng ảnh hưởng đến một phần du lịch ha, nó không đẹp lắm trong mắt du lịch ha. Ở đây thì bán rất nhiều các loại hải sản tươi sống luôn. Đồ ăn á, mà xuống ngay Phước Hải thì sẽ không thiếu đâu nha mọi người. Tiêu là con trang trang chứ không phải xào con xào lụa này nha. Mỗi lần là xào con trang trang nha, chứ không phải là xào lụa. Muốn ăn xào lụa đó không? Rồi, lấy cỡ mấy ký? Mỗi thứ ít tí. Rồi, ăn con lên buôn ký đó, ký đó, ký này. Với gì nữa? Một cái này với cái đó. Và giới thiệu với mọi người một tí, đây là gian hàng hải sản của người bạn thân của mình ở thị trấn Phước Hải nha. Ở đây bán tất cả các loại sò, hàu và sứa biển, có cả cua nữa nha mọi người. Thì mọi người có đi chợ Phước Hải thì ghé gian hàng của bạn mình ủng hộ ha. Nói chung là hải sản rất là chất lượng, rất là ngon luôn nha cả nhà. Ủng hộ bạn mình nha. Ký nhau tiếng luôn má hai ơi. Ăn cái gì ít ít cho biết. Hôm đó thì hai đứa mình đi chợ mua được hai con cá chim trắng nè, rất là tươi, rất là ngon luôn. Vậy một con thì ướp sa tế nướng, một con thì nướng mỏi ha. Ngoài ra còn có mực nè, mực thì mình ướp sa tế để mình nướng luôn. Đồ tươi mà ngon nữa thì còn gì bằng ha. Và thế là không thể thiếu một chỗ hợp mặt rồi. Thì ở clip trước mình có giới thiệu chỗ homestay Hương Lúa mọi người. Thì hôm nay quyết định mình tiếp tục vào trong cái homestay Hương Lúa để mình họp nhóm ở trong đó luôn nha. Tại vì vừa tiện lợi mà không gian mát mẻ nữa. Thì nói chung là có thêm một cái số trải nghiệm mới. Hôm bữa thì đi vô ngay mùng 2 thì người ta cũng nghỉ nhiều, thành ra là những cái hoạt động ở trong đó nó cũng bị hạn chế. Hôm nay bắt đầu khai trương lại rồi, cho nên là những cái hoạt động giống như là cho mướn đồ áo bà ba chụp hình nè, hoặc là chèo thúng đồ này nọ các kiểu thì có hoạt động lại hết ha. Cho nên mọi người mà có đến Phước Hải muốn tìm cái không gian vừa mát vừa vui, có thể vừa cho các bé chơi câu cá và người lớn của mình cũng sinh hoạt cũng được á, thì vô homestay Hương Lúa ha mọi người. Mấy đứa này nó hát tao nhớ như lúc hát tiếng Tàu quá. Xí xù xí xú xí chú. Thế nó hát hàng tiếng Hàn Quốc đi. Ăn chưa? Trời ơi, hấp dẫn quá. Ê. Mì vô tiền quá trời đó. Con đó. Bà chiều ăn cua. Chiều ăn cua đó. Chiều nào thì không biết. Quá trời lâu, tính ra 5-6 năm rồi mình mới hợp mặt nhau nè ha. Quá trời luôn. Ai biết chỗ đâu mua ghẹ, bữa nay chị nhà đâu có bán ghẹ đâu. Em bạn nhiều mà vụ đủ ghẹ.
lên tàu bự em đó. Tụi mình đã đến quán phố biển ở thị trấn Phước Hải này luôn. Thì ở quán phố biển mùng 4 Tết rất là đông nha mọi người. Đợi có hơi lâu một tí nhưng mà thật cực kỳ xứng đáng ha. Ở đây có món ốc hương trứng muối nè, ốc hương rang tỏi ớt nè, ốc hương rang sa tế là rất là ngon luôn. Hôm đó là gia đình mình cũng có kêu ốc hương làm đủ ba loại vị để ăn, cùng với bò xào khổ qua và cái lẩu cá bớp. Đồ ăn ở đây cực kỳ tươi và ngon luôn nha mọi người. Hãy có đi Phước Hải nhớ ghé phố biển để ăn nha. Nói chung là cũng hợp túi tiền nữa, rất là ngon luôn. Thì hy vọng là mấy đợt sau nữa chúng mình cũng sẽ có cái dịp gặp lại nhau nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Hẹn mọi người xem tiếp video của Ngân ở Sài Gòn nha mọi người ơi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Bye bye vô cái này. Đang lên đấy. Đó. Đâu ai vô.